Theo kết quả các cuộc tổng điều tra trên toàn quốc của Viện Dinh dưỡng Quốc gia từ năm 1985 đến năm 2010, cho thấy khẩu phần canxi của người Việt Nam hầu như không thay đổi do thói quen ít sử dụng sữa, chế phẩm sữa và các thực phẩm nguồn gốc thủy sản. Khẩu phần canxi của người Việt Nam chỉ đáp ứng 50% nhu cầu khuyến nghị. Canxi là chất khoáng cần thiết cho tất cả các lứa tuổi, từ trẻ nhỏ cho việc xương chắc khỏe, cho đến vị thành niên để phát triển cao lớn, đến người lớn tuổi. Tuổi thọ người dân ngày càng cao, càng có nhiều người có nguy cơ bị loãng xương. Tuy nhiên, cơ thể không tự tổng hợp được canxi mà cần cung cấp canxi cho cơ thể từ nguồn thức ăn. Mà trong đó, sữa và chế phẩm sữa là nguồn cung cấp canxi tốt nhất cho cơ thể. Sữa và chế phẩm sữa giàu chất đạm, giá trị sinh học cao, có các axit amin ở tỷ lệ cân đối. Sữa và chế phẩm sữa cũng là nguồn cung cấp các vitamin và khoáng chất có giá trị sinh học cao, tốt cho sức khỏe. Sữa và chế phẩm sữa là một trong 8 nhóm thực phẩm được khuyến cáo sử dụng hàng ngày. Thế nhưng hiện nay có rất nhiều quan niệm sai lầm về sữa và các chế phẩm từ sữa. Hãy lắng nghe người dân Việt Nam nghĩ gì về điều này. Theo tôi, sữa chỉ sử dụng cho những đối tượng như là trẻ em, người bệnh và người già vì những ngày này cần tầm bổ sức khỏe. Theo tôi, chỉ có sữa là cung cấp canxi tốt nhất, cho nên cứ uống càng nhiều sữa thì càng tốt. Một ngày trung bình là phải 3 ly sữa. Còn những thứ mà được làm từ sữa như là bánh flan, sữa đặc, kem hoặc là bao bán sữa thì đều được làm từ sữa hết, cho nên cứ ăn càng nhiều thì càng tốt. Tới đến phô mai thì con nít rất là thích. Tôi nghĩ là phô mai chỉ dùng cho con nít là thích hợp nhất, tại vì chúng rất là thích ăn. Còn với người lớn như chúng tôi thì ăn cũng được, mà không ăn thì cũng không cần thiết. Thường tôi chỉ cho bé ăn sữa chua ngay sau bữa chính vì nhanh và dễ tiêu, vì bé phải đi học. Tôi và chồng tôi nghĩ như vậy là đã đủ dinh dưỡng cho bé rồi. Họ nghĩ như vậy là đúng và đủ chưa? Đã đến lúc cần có một cái nhìn đầy đủ hơn về những quan niệm sai lầm đã in sâu trong tiềm thức bấy lâu nay. Đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 28 tháng 4 năm 2011 theo quyết định số 641/QĐ-TTG với mục tiêu tổng quát là phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam trong 20 năm tới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam. Tại Việt Nam, trong 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2020, đã có lời khuyên về sử dụng sữa và chế phẩm sữa, tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể cho từng lứa tuổi. Đó là lý do Viện Dinh dưỡng Quốc gia trong khuôn khổ của Chiến lược Quốc gia Dinh dưỡng năm 2011-2020 đã xây dựng và trân trọng ra mắt ban hành khuyến nghị sử dụng sữa và chế phẩm sữa cho người Việt Nam. Nhằm cung cấp thông tin về giá trị của sữa, chế phẩm sữa, khuyến nghị sử dụng cho từng độ tuổi, tình trạng sinh lý và cách lựa chọn sữa và chế phẩm sữa cho từng đối tượng khác nhau. Hãy cùng theo dõi nhé!